Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay nông cơ Nguyễn Châu em sẽ giới thiệu cho mấy anh em một cái động cơ máy 1 Kuta OC95-DB này, Kuta để mới kiểu mẻ luôn ha. Thì con này thì em rớt ở dưới con xe rùa đó, bỏ xuống nó có hai bơm nè, một bơm ben và bơm trợ lật lái nè. Con này nó đặc điểm đó là nó có cái đãi nhiệt nhớt nữa nè anh em, xài một cái thời gian lâu dài gì cũng được. Còn mấy anh em nào mà thí dụ như về có gắn qua cái gì mà cần cái thùng dầu với lại cái chụp giật thì em sẽ gắn vô cho anh em. Tổng thể của em nó đây rất là đẹp, phải nói cực kỳ luôn. Đề đóm rồi nè anh em ha, máy móc nguyên hết. Con này nó đặc điểm đó là nó có biên động cốt thẳng và cốt kéo đây nè, cốt chậm thì bên này, còn nếu em xài cốt nhanh đó thì xài chỉ cốt bên này đó. Anh em thấy cốt bên này không đó, hai cốt phù hợp cho anh em gác xe cuốc hay là này. Nó có một đời nó vẫn xài cái động cơ xe cuốc á, nó vẫn xài cái máy này nha đó. Con này em bán cho anh em với giá là 9 triệu nha. Rất thì nó thì nó giống như là 100 vậy đó, nằm của nó đúng cấp, nhưng mà nó hơn cái là nó xài cái này, và hai nữa là nó xài bét kim đó. Xài bét kim là thấy là khoái rồi đây, nó có tắt điện luôn, nhìn thấy không, từng chi tiết của em đó nè, rớt cái trên xe rùa xuống. Và anh em nào muốn chế ngược lên xe rùa thì mua nguyên con này nhắc lên thôi. Có bơm ben bơm búng được sẵn hết rồi ha. Đó, mấy chiếc xe rùa hai chỗ ngồi cabin rồi đó. Là nó xài cái động cơ này nè. Rồi nổ tốt. Bùa e nó đây. Cái nồi nó da nữa nè, nên mình kéo là nó vậy đó, kéo vô là nó ăn đó, nó vậy thôi, cũng đơn giản thôi. Rồi nấu ơi, thì cứ alo cho em ha, giá 9 triệu rồi. Đẹp ghê không, về cu ta mèo bé hoa dậu học hát đích. Rồi thôi, em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em.